Thưa quý vị, bão số 5 được các chuyên gia khí tượng đánh giá là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Thời điểm đổ bộ dự kiến trùng với thời điểm triều cường, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung. Trước tình hình trên, trong chiều qua, Thủ tướng đã có công điện hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có phương án đảm bảo an toàn các hoạt động trên biển, các đảo và trên đất liền, khu vực miền núi. Tùy theo diễn biến cụ thể của bão, các địa phương ven biển quyết định việc cấm biển và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị lũ chia cắt. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời dự báo, cung cấp thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi diễn biến của bão và mưa lũ thường xuyên cập nhật công bố vùng nguy hiểm để tàu thuyền không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.